mà cái software mới bán thị trường á, nó đặt luôn mới bán ra chứ đâu phải cái software bán không bán đâu. Cái quýt hô á, nó quýt hô ít, cái mất tiền cho biết những cái khách hàng nhiều con cứ nhận được hết. Wow. Nhưng mà chỉ có điều thì nó cũng rất cho nó mất nhiều hơn. Mỗi năm con mình đến 7 tuổi thì con nhà mình cho. Đúng rồi.